Thưa quý vị, Bùi Thị Thu Thảo là nữ vận động viên điền kinh Việt Nam đầu tiên giành được huy chương vàng tại ASEAN. Hiện tại cô đang hướng đến thành tích tốt tương tự tại SEA Games 31 và ASEAN 19. Hai giải đấu nếu không có gì thay đổi sẽ cùng được diễn ra trong năm sau 2022 để Thu Thảo có thêm điều kiện trang trải cuộc sống của cô. Trong quá khứ, Bùi Thị Thu Thảo từng giành huy chương vàng ASEAN 2018 với thành tích 6,55m và giành huy chương vàng SEA Games 2017 với thành tích 6,68m. Đó là những tấm huy chương đổi đời của điền kinh Việt Nam và cho cá nhân nhà vô địch Thu Thảo. Khoản tiền thưởng vài trăm triệu đồng như thế sẽ giúp cuộc sống của gia đình cô bớt đi chút khó khăn, đồng thời bù đắp cho những tháng ngày xa con. Kiên trì bám trụ với nghề thể thao vì giấc mơ thoát nghèo, Bùi Thị Thu Thảo là một hình mẫu vượt khó hiếm hoi của thể thao Việt Nam vươn đến tầm châu lục. Vận động viên nữ thì có đến những ngày phụ nữ thì mình rất là đau bụng, tập luyện thì không tập luyện được thì mình thường phải nghỉ vài ngày. Đến độ tuổi nào mình phải lấy chồng sinh con. Vận động viên nam thì không kiểu vất vả kiểu sinh lở như thế thì vận động viên nam sẽ không bị vất vả như phụ nữ. Tôi theo sự nghiệp thể thao cũng 14 năm rồi. Sau thi giải vô địch quốc gia thì tôi bị chấn thương nên là tôi đã nghỉ gần 2 năm để sinh em bé. Sinh em bé xong thì bây giờ tôi quay trở lại tập luyện được 7-8 tháng nay ấy, thì rất là vất vả. Tôi mong muốn là mình cố gắng quay lại tập luyện, phải cố gắng hết mình để lấy lại phong độ. Mình phải cố gắng nhiều hơn trước, tại vì mình nghỉ 2 năm thời gian rất là lâu và coi như là mất hết thể lực nữa. Nên là mình phải cố gắng tập luyện nhiều hơn trước. Gia cảnh đối với Bùi Thị Thu Thảo không phải gánh nặng hay rào cản, mà là động lực to lớn nhất. Trước ASEAN 18, nữ vận động viên này từng có ý định xin nghỉ để có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng cũng chính sự động viên từ gia đình là lý do để cô tiếp tục phấn đấu, quyết tâm mang về thêm những vinh quang cho thể thao Việt Nam.